Địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy, nhiều đối tượng sử dụng mọi thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội. Khi bị phát hiện đã bỏ trốn, bị cơ quan công an truy nã. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, lực lượng công an và gia đình, người thân tuyên truyền vận động, nhiều đối tượng sau nhiều năm lẩn trốn đã ra đầu thú. Là đồng phạm trong vụ án 5 đối tượng mua bán trái phép 4 bánh heroin vào năm 2006. 4 đối tượng đã bị điều tra, truy tố, xét xử với mức án từ 16 năm tù đến chung thân. Riêng Trá Nỏ Dính, sinh năm 1973, trú tại xã Co Tằng, huyện Thuận Châu, đã bỏ trốn, bị truy nã. Lực lượng công an đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương, kiên trì vận động tuyên truyền tới người thân, người có uy tín trong họ tộc để đối tượng truy nã ra đầu thú. Quan điểm của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La và đặc biệt là phòng ma túy thì là có cái quan điểm rất là rõ ràng trong cái việc là tuyên truyền, vận động. Thứ nhất là vận động nhân dân, đấy. Thứ hai nữa là vận động người thân của các đối tượng, gia đình của các đối tượng truy nã. Để từ đó thì người thân của các đối tượng trao đổi thông tin lại cho các đối tượng truy nã biết được chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, cũng để tuyên truyền cho các đối tượng nhận thức được cái việc hành vi phạm tội của các đối tượng mà khi mà mặc dù là phạm tội về ma túy ra đầu thú thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Sơn La đã bắt 20 đối tượng, vận động 4 đối tượng truy nã ra đầu thú. Kết quả đó chính là sự kiên trì vận động đối tượng truy nã qua thân nhân và gia đình, nhận thức được cái sai và tự giác chấp hành pháp luật ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng. Thường trực ủy ban đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công an xã phối hợp với các ngành đoàn thể cùng tuyên truyền vận động gia đình và người thân, chính quyền bản vận động đối tượng ra đầu thú. Gia đình rất ủng hộ việc chồng tôi ra đầu thú. Tôi thấy bây giờ chồng tôi chấp hành án thì sau này vẫn có cơ hội được trở về với gia đình, vợ con. Tôi cũng mong Đảng, Nhà nước xem xét và giảm nhẹ tội cho chồng để sớm trở về nhà. Sau gần 17 năm bỏ trốn, thấy cuộc sống quá vất vả, được họ tộc gia đình động viên, sự giúp đỡ của cơ quan chức năng. Đến ngày 1 tháng 10 năm 2023, Dính đã được gia đình đưa ra đầu thú. Tôi đã nhận ra cái sai của mình. Tôi cũng mong muốn nhà nước cho tôi một cơ hội làm lại cuộc đời để về với gia đình. Qua đây tôi cũng nhắn nhủ tới những người còn đang lẩn trốn như tôi, hãy ra đầu thú sớm để nhận được sự khoan hồng của nhà nước. Mọi sai lầm đều phải trả giá trước pháp luật. Nhưng nhận thức được sai lầm, ăn năn hối cải với hành vi vi phạm của mình mới thực sự quan trọng. Đảng và nhà nước sẽ luôn mở ra một cánh cửa hy vọng để những người đã từng phạm phải sai lầm có cơ hội để quay về nẻo thiện, làm lại cuộc đời.